Hello cả nhà, đây nhìn dạ quang coi có mê không ạ? Rất là đẹp, rất là sáng luôn nha. Đó, màu xanh lá trên cái nền đen. Đó. Rất là sáng luôn nha cả nhà. Đồng hồ Casio Overland, đó, nội địa Nhật nha cả nhà. Sản xuất tại Thái Lan luôn. Đây, nội địa Nhật sản xuất Thái Lan. Size tầm 40. Con này đặc biệt là xài pin năng lượng nha cả nhà, chất liệu là giống như nhôm vậy nha, cái này dơ xíu đó, chùi ra rồi nha cả nhà. Đặc biệt con này là pin năng lượng nè, lịch vạn niên, dạ quang số học trò rất là sáng luôn đó. Đây, lịch vạn niên là gì? Là chúng ta khỏi cần phải chỉnh lịch, tự nó nhớ năm tháng ngày luôn. Đây em test cho cả nhà cùng xem. Đè lúc này em 6 giây. Đó, đây là BM. Thấy cái viền trong không? BM, AM, nó nhận biết được AM, BM luôn nha. Rồi. Đó, kim nó nhích về, có nghĩa nó giật lùi về được luôn nha. Đây, ngày 10 nha, ngày 10 tháng 8 nha. Cái kim chỉ tháng nào là đến tháng đó, năm 2 đó, hai đầu á, 2 có nghĩa năm 22 đó, bấm 2 lần đó. Lịch vạn niên là vậy nha, đến ngày ví dụ 30 nó nhảy qua mùng 1 luôn đó. Dây giống như dây nhôm nha cả nhà, nhưng mà thật sự nó là thép đúc đó, sản xuất tại Thái Lan, pin năng lượng nha. Con này chỉnh giờ cũng rất là dễ đó. Cần thì gọi video call cho em chỉ luôn. Casio Overland nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha.